Xin chào anh em và các bạn nhé. Hôm nay giới thiệu cho anh em và các bạn máy bơm nước, máy bơm chìm nước thải hiệu Tatsumi model 80U2.15. Quay qua cái tem cho anh em. Đây là kiểu dáng của Tatsumi 80U2.15. Máy sẽ bao gồm thùng cá tông 80U2.15, đây thùng cá tông, một máy sách hướng dẫn sử dụng. Dòng 80U2.15 thì được cấu tạo toàn thân gang FC, trục thép buồng và cánh cũng bằng gang nhé, trục thép không gỉ 402 431, thép 431 nhé, thép không gỉ. Máy thì không bao gồm co đâu này. Cái phần co này thì gọi là tất cả hàng chính hãng đều không có co, anh em đều thường thì con này sẽ, nếu mà anh em muốn tiện dụng thì sẽ lắp con auto coupling, còn khớp nối nhanh. Thì hàng Tatsumi vào Việt Nam thì được khẳng định rất nhiều các cái công trình lớn như nhiệt điện, rồi cả thép, rồi các khu nghiệp, thức ăn chăn nuôi. Độ bền của Tatsumi này thì đối với nước thải, cái độ pH từ 6 đến 8 thì nó rơi vào tầm khoảng 5 đến 6 năm. Thì, trong vòng 1-2 năm đầu thì không cần phải bảo dưỡng, nhưng mà sang đến năm thứ ba thì anh em nên bảo dưỡng định kỳ thì tốt. Con này thì dòng Tatsumi đặc trưng có cái mức nâng dầu, có một cái con nâng dầu độc quyền thì nó sẽ bảo vệ cái phần phớt với lại cả động cơ tốt hơn. Mức nâng dầu này thì nó ở trong cái buồng dầu này, đây là cái lỗ đổ dầu. Tatsumi thì thường có sẵn là đến từ các cái dòng PU này, là toàn thân thân inox 304, hai đầu bằng nhựa, hay là dòng U. Dòng U thì đang quay cho anh em đây, là toàn thân gang, dòng B toàn thân gang. Các cái dòng nước thải như KTZ, KRS và LH hoặc là HS thì là dòng nước thải cho xây dựng. Anh em có thể ứng dụng tốt hơn trong các cái nhu cầu của mình. Hiện tại thì các cái sản phẩm này thì gọi là anh em có thể gọi là cần các cái data của nó ở cái lưu lượng nào thì anh em có thể gửi cho mình nhé. Chứ gọi là chọn chung chung thì ở trên mạng thì nó hầu như là nó chỉ đạt khoảng 70-80% cái lưu lượng. Các đơn vị mà có các cái tài khoản đăng ký data nó sẽ chuẩn hơn. Hiện tại thì các đơn vị như Bình Nguyên thì sẽ đang là một trong những nhà nhập khẩu và phân phối chính thức của các hãng Tatsumi này rất nhiều. Anh em có thể tham khảo, cần tư vấn thêm anh em có thể liên hệ với ngãi qua số điện thoại 0988 345 283 nhé.